đây mình đừng để nó vướng hai cái cây cây trụ này nha cả nhà. Nhiều khi nó sập xuống nó sẽ chạm vào hai cái cây này nó bị vướng lại á. Vậy là được rồi đó. Hello, xin chào cả nhà thân yêu nha, rất vui được gặp lại cả nhà. Cả nhà xem hôm nay Phương vừa mới đi lấy mấy cái cây tre nè cả nhà. Phương gốc ra nãy giờ nè. Phương nèm hai cái cây to với lại một cái cây vừa vừa. Với lại là năm cái cây nhỏ nè cả nhà. Cả nhà đón xem hôm nay Phương làm cái gì. Thì hôm nay Phương sẽ làm cái gập chuột để mà bẫy mấy con chuột, nhưng mà bẫy bằng gập đất nha cả nhà. Thì cả nhà thấy là lúc trước Phương thường đi bẫy chuột bằng bẫy lồng nè, rồi bẫy gập tập ở trên lục bình, rồi trên rừng mấy lít sinh tồn á. Hôm nay Phương sẽ thử làm bằng gập đất này xem như thế nào nha. Bây giờ thì Phương sẽ đóng nó lại nha. Hồi xưa lúc mà chưa có mấy cái bẫy bằng lồng rồi thì người ta vẫn chế ra những mấy thì người ta vẫn chế ra mấy cái bẫy bằng đất này nè cả nhà. Đó cả nhà, đây là cái sườn nha. Nè, không có đâm nào.
Thì Phương có 4 cái và Phương sẽ có 4 cái cây. Thì chúng ta làm 7 nè. Ôi nó dính chành nẹo lên luôn rồi. Nãy giờ Phương cuột nãy giờ nè cả nhà. Mình có con dây này nè, mình sẽ cuột vô trong một cái cây tre như thế này. Con dây chỉ này nè. Chúng ta cuột vào trong đây rồi cái mình chuốt một cái khúc tre nhỏ. Mình sẽ làm một cái móc dài như thế này. Nhà thấy nè, thì Phương có 4 cái lạp thì Phương sẽ làm 4 cây tre như thế này. Nhìn giống như cần câu quá ha. Ê, gọi nữa rồi, Phương mới gỡ ra muốn chết hồi nãy đó. Đây, mình sẽ có 4 cây cần câu, gọi nữa rồi. Đó cả nhà, mình sẽ có 4 cây cần câu như thế này nha. Đây. Chéo đầu lại đi, khó khăn quá. Đó, 4 cây cần câu. Xong mình để 4 cây câu xuống. Cái tiếp đó là mình sẽ có đây. Mình sẽ có 4 cái cây gài ngang như thế này. Thì nó gài như thế nào thì chút nữa Phương làm rồi Phương giới thiệu cho cả nhà xem luôn nha. Đây Phương chút 4 cái cây như thế này. Và mình cũng sẽ 4 cái, mình cũng có 4 cái móc gài như thế này để chúng ta gài xuống dưới đất. Nha, gì nè, nè, 4 cây nè. Cái này mình làm tự tựa giống như bẫy cò ke rồi gì đó cả nhà. Đó. Ha, 4 cây nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nha. Mình sẽ dẫn cả nhà đi ra ở phía sau. Đây. Rồi. Cái dao. Ôm cái đống cây đằng kia nữa. Nắng quá nắng luôn. Phương làm video, Phương chọn vào Linh 12 giờ trưa. Bên đó đi. Bên đây chống bên đó nó tùm hơn. Mình qua bên đó đi các bạn. Cả nhà xem cái nền của Phương nè cả nhà. Mình sẽ lấy một cái. Cái này ha. Thôi mình làm vậy đi. Mình gãi bên đây đi cả nhà. Đây đặng nó đi được nhiều hướng hơn, đi hướng nào cũng đi tới được.
cái đũa bếp nè. Đây là cái cò nè cả nhà. Cây rồi để mình đóng xuống một chút rồi mình gác cây đũa bếp ngang đây một chút xíu thôi, để khi mà nó bước lên đụng cây đũa bếp là nó sẽ xuống liền rồi các bạn. Rồi vậy là được nha. Thì cả nhà thấy hồi nãy là có cái cây đũa bếp trong đó đó, thì khi mà tụi nó đi vào đây nè, nó thấy thức ăn á ngay chân chỗ cái cây đó đó, thì nó sẽ đi vào, nó đụng lên cái cây, nó sẽ đi đường này vào, nó đụng lên cây nè. Đó, chú phun rụng cái cây ở trong cái nhà, cái chiếc đũa dài dài đó. Thả ngang chỗ cái sườn á. Nó bò vô đó đụng sập đó. Sập nó nhịp lép luôn á. Cái chừng 5 cái ô à. Ôi sao dài đó nha. Thì nó khá là nặng chút xíu nhưng mà gài nó rất là nhạy luôn. Hay cả nhà ơi, ở đây Phương có một cái gặp nữa nè cả nhà. Đi vô đây nó ăn cái nó xả lại đây nè. Chiều nay Phương sẽ để mồi vào đây là nhất định nó sẽ vào nữa. Để Phương làm cái này cho cả nhà xem nha. Cái bên đây là nó đẹp hơn cái bên kia. Đây. Ok. Đây. Chết rồi, con dây bị nhắn rồi. Chỗ của mình nè, mình sẽ để vào đây, mình gài qua đây. Ok, đây là được nha cả nhà. À sao con sổ lại nó bị vướng vào trong cây bên đây rồi, xích qua đây chút, xích đây vướng bên đây, mình đừng để nó vướng hai cái cây cây trụ này nha cả nhà. Khi nó sập xuống nó sẽ chạm vào hai cái cây này nó bị vướng lại á. Ồ vậy là được rồi đó. Vậy nha, thì tiếp tục đi nè. À không, quên, để cho nó sập xuống cái đã, chiều Phương mới bỏ mồi vô. Xuống nha. Ồ. Đi thôi.
Ôi. Ôi, ở đây có mấy con ốc me nè. Đây có một con ốc me nữa nè cả nhà. Cả nhà đừng quên cho Phương xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương nha cả nhà. Nếu được thì cả nhà đừng quên chia sẻ video của Phương lên Facebook để nhiều bạn biết đến hơn, để ủng hộ cho Phương nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bây giờ Phương sẽ đi làm.